bán bao nhiêu một phần này chị bán? Hả? Bán bao nhiêu một phần? Quán này bán những cái loại ốc nào các bạn. Xếp hàng để hâm nóng những con ốc ở đây. Quán này vừa mới mở bán ốc vào ngày nay các bạn. Đây là một cái nồi hấp, không biết hấp cái gì trong này, mình mở em coi. Thank you.
có thêm một ít nhục và tàn nữa. Đây, mình sẽ là bỏ thêm vào. Hôm nay chỉ có 10 ngàn thôi. Mình chảo cho ra các bạn. Đây. Có bao nhiêu con nữa à? 12, 13 con. À, tùy nó cũng tùy là con rồi đúng không? Đúng rồi, tùy là con. Con lớn 12. Cái này là mình lục trước ở nhà rồi chứ ha? Cái này mình lục trước ở nhà nhé. Một dĩa 12 con nha các bạn. Quán này nằm trên đường Quang Trung. Đây là cửa hàng.